tay Bồ Tát Bồ Nguyện quyển hạ. Phẩm thứ 10, so sánh nhân duyên công đức bố thí. Khi bấy giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát lưu ý Đức Phật từ nơi toàn ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem chúng sanh trong vòng nghiệp tạo công đức bố thí nhiều ít khác nhau, có người được hưởng phúc trong một đời, có người 10 đời, có người 100 đời, có người 1000 đời, lại có người hưởng phúc lợi rất lớn. Những sự việc ấy là bởi tại sao? Xin Đức Thế Tôn chỉ cho con rõ. Bấy giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng: Nay ta nhân ở cung trò đang lợi trong chúng hội này mà thuyết giảng về sự việc so sánh công đức nhiều ít của Phật bố thí cõi Diêm Phù Đà. Ông nên lắng nghe, ta sẽ đi ông mà nói rõ cho. Địa Tạng Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: Con có nghi ngờ về sự việc ấy, con muốn được nghe. Bấy giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng: Trong cõi Diêm Phù có các quốc vương, các hàng tể phụ, các quan chức lớn, hàng đại trưởng giả, dòng đại sát lợi, tại Bà La Môn, nếu gặp những kẻ bần cùng hèn mạt, cho đến những hạng tàn tật cơ ngọng như đứt đuôi mù, gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế, những lúc các vua trong nước lớn ấy muốn làm bố thí mà đầy đủ lòng từ bi hỷ xả, tự tay bố thí cho những kẻ đó, hoặc sai người khác đem của bố thí, lại dùng lời nói nhẹ nhàng an ủi, những bậc quốc vương các nước lớn ấy được hưởng phúc lợi cũng được bố thí ngang với công đức cúng dường 100 hàng xa chư Phật. Bởi vì sao thế? Bởi các vua ấy thường vì những kẻ nghèo hèn tàn tật mà đã phát tâm đại từ đại bi, cho nên phước báo được hưởng thế này. Trong trăm nghìn kiếp thường được đầy đủ bảy thứ quý báu, huống chi những thứ ăn mặc thường rồi. Lại thế này nữa, Địa Tạng Bồ Tát, về đời sau này có các quốc vương cho đến các hàng dòng Bà La Môn gặp hình tượng Phật, chùa tháp thờ Phật, cho đến hình tượng Bồ Tát Thanh Văn hay Bích Chi Phật, tự mình sửa sang cúng dường bố thí, các vị vua ấy sẽ được ba đời làm trời đế thích hưởng niềm vui sướng. Nếu có thể đem phước lành bố thí của hướng chúng sanh trong các pháp giới, thì quốc vương ấy trong mười số kiếp thường làm vua trời đại phạm thiên vương. Lại thế này nữa, Địa Tạng Bồ Tát, về đời sau này có các quốc vương cho đến các hàng dòng Bà La Môn gặp các chùa tháp của Phật thuở trước, hoặc là kinh điển cho đến hình tượng bị ngoại sách nát mà liền phát tâm xin tu bổ lại, các vị vua ấy tự mình phát tâm hoặc khuyên người khác kể trăm nghìn người phát tâm bố thí, các vị vua ấy trong trăm nghìn đời làm vua trần luân. Còn những người khác bố thí như thế thì trong nhiều đời thường được làm vua ở các nước nhỏ. Nếu lại đến trước các chùa tháp Phật mà tự phát tâm hồi hướng công đức thì các vị ấy đều thành Phật đạo, được hưởng quả phúc vô lượng vô biên. Lại thế này nữa, Địa Tạng Bồ Tát, về đời sau này có các quốc vương cho đến các hàng dòng Bà La Môn gặp người già yếu, phụ nữ sinh nở, trong khoảng giây phút đủ lòng từ bi bố thí thuốc thang, cơm nước, giường chiếu, quần áo, chỗ nằm, khiến cho họ được vui vẻ yên ổn, như thế thì được phúc đức vô cùng. Trong 100 kiếp thường được làm vua cõi trời tịnh cư, trong 200 kiếp thường đạt làm vua cõi trời lục dục, và rồi thành Phật, vĩnh viễn không đọa vào đường ác nữa, đến trăm nghìn kiếp lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ. Lại thế này nữa, Địa Tạng Bồ Tát, về đời sau này có các quốc vương cho đến các hàng dòng Bà La Môn hay làm những việc bố thí như thế được phúc vô cùng, lại hay hồi hướng chẳng kể ít nhiều tất được thành Phật, huống là được các quả báo làm vua đế thích, phạm thiên hay vua trần luân. Vì thế Địa Tạng cần khuyên tất cả chúng sanh đều nên tu hành như thế. Lại thế này nữa, Địa Tạng Bồ Tát, về đời sau này nếu có thiện nam hay thiện nữ nào ở trong Phật pháp mà gieo trồng được một chút nhân lành chỉ bằng sợi tóc giọt nước hạt cát thì được phúc lợi không thể ví dụ. Lại thế này nữa, Địa Tạng Bồ Tát, về đời sau này có người thiện nam hay thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát hay Bích Chi Phật hoặc vua chuyển luân mà lại bố thí phát tâm cúng dường thì được vô lượng vô biên phúc lành, thường được sinh ở cõi trời cõi người hưởng niềm cực vui. Nếu đem hồi hướng cho cả pháp giới thì người ấy được phúc lợi vô cùng. Lại thế này nữa, Địa Tạng Bồ Tát, về đời sau này nếu có thiện nam hay thiện nữ nào mà khi gặp được kinh điển đại thừa, được nghe câu kinh hay một bài kệ mà rồi đem lòng ân cần trân trọng cung kính tán thán bố thí cúng dường thì người ấy được phước báo vô cùng. Nếu đem hồi hướng cho cả pháp giới thì được phúc lợi không thể nào bàn. Lại thế này nữa, Địa Tạng Bồ Tát, về đời sau này nếu có thiện nam hay thiện nữ nào gặp chùa tháp Phật, kinh điển đại thừa, những gì mới làm mà biết bố thí cúng dường tán thán chắp tay trên lễ, nếu gặp chùa tháp kinh điển đã cũ hay bị hủy hoại mà tu bổ lại, tự mình phát tâm hoặc khuyên nhiều người cùng phát tâm làm, những người phát tâm làm theo như thế trong 30 kiếp thường được làm vua ở các nước nhỏ, còn người đàn việc chính thức thường được làm vua chuyển luân, lại đem thiện pháp mà giáo hóa cho các vua nước nhỏ. Lại thế này nữa, Địa Tạng Bồ Tát, về đời sau này nếu có thiện nam hay thiện nữ nào ở trong Phật pháp làm những điều thiện như là bố thí hoặc giảng cúng dường, sửa sang chùa tháp, tu bổ kinh điển, cho đến làm được những việc nhỏ như sợi lông giọt nước hạt cát mẻ bụi,
những việc thiện ấy mà đem nguồn hướng cho các pháp giới, thì công đức của những người làm đó, hàng trăm nghìn đời được hưởng những sự vui vẻ vô cùng. Nếu chỉ hồi hướng cho người nhà mình hoặc tự mình hưởng những lợi ích đó, thì sẽ ba đời được hưởng quả vui, thí sản một phần thì hưởng vạn phần. Này ông Địa Tạng, tạo tác nhân duyên công đức bố thí là như thế đấy. Phẩm thứ 11, nói về Địa Thần hộ pháp. Khi bấy giờ ông Kiên Ngao Địa Thần chắp tay bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ bao đời kiếp cho đến ngày nay, con từng chiêm ngưỡng đỉnh lễ vô lượng bậc đại Bồ Tát đều là những vị trí tuệ thần thông lớn không nghĩ bàn, độ khắp quần sanh. Nhưng ngài Địa Tạng đại Bồ Tát đây, so với các vị hàng Bồ Tát khác thì bản thể nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên lớn với cõi Diêm Phù, như ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, ngài Di Lặc cũng hóa hiện ra trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh khắp trong sáu ngả. Nhưng chỗ phát nguyện của các vị ấy khả dĩ làm sao? Thế mà hệ nguyện của ngài Địa Tạng giáo hóa chúng sinh khắp trong sáu đường, trải đến số kiếp kể nhiều như các vạn ức sông Hàn. Bạch Đức Thế Tôn, con xin chúng sanh đời này đời sau nên lựa chọn lấy chỗ đất sạch sẽ ở phía phía nam khu đất mình ở, rồi dùng các thứ đất đá che gỗ làm thất thờ cúng ở trong tô vẽ hình hoặc tạc tượng Địa Tạng Bồ Tát bằng vàng bạc đồng hay là bằng sắt mà thắp hương lễ tán thán cúng dường, thì người ấy sẽ được 10 điều lợi ích ngay nơi mình ở. Những gì là 10? Một là đất cát màu mỡ tốt lành, hai là nhà cửa bình yên mãi mãi, ba là kẻ mất được sinh cõi trời, bốn là người còn hưởng thêm tuổi thọ, năm là cầu gì cũng được như ý, sáu là không mắc tai nạn nước lửa, bảy là trừ sạch các việc hao tổn, tám là dứt hẳn những cơn ác mộng, chín là ra vào có thần hộ vệ, mười là gặp nhiều nhân duyên thánh đạo. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sinh đời này và cả đời sau nếu cứ theo đúng cách thức như thế mà cúng dường ngài Địa Tạng Bồ Tát ở nơi phần đất mà mình cư trú thì được mọi sự lợi ích như vậy. Vị Địa Thần lại bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, về đời sau này nếu có thiện nam hay thiện nữ nào ở ngay chỗ mình có kinh điển này và tượng Bồ Tát mà người lại đọc tụng cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, thì con ngày đêm thường lấy sức thần hộ vệ người đó khỏi mắc tai họa nước lửa và cướp nạn lớn nạn nhỏ, tất cả sự ác thảy đều tiêu diệt. Đức Phật bảo ông Kiên Ngao Địa Thần: Sức thần của ông các thần khó sánh, vì cớ gì thế? Vì đất đai cõi nam Diêm Bồ Đề đều là nhờ ông giữ gìn, kể từ cỏ cây cát đá núi rừng che lau thóc gạo cho bóng, cho đến tất cả những thứ từ đất sinh ra cũng đều nhờ sức của ông giúp đỡ. Nay ông lại còn tuyên dương những sự lợi ích không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng, thì phần công đức và sức thần thông của ông càng gấp trăm nghìn lần hơn các địa thần khác. Này ông Địa Thần, về đời sau này nếu có thiện nam hay thiện nữ nào cúng dường Bồ Tát, đọc tụng kinh này, rồi cứ y theo làm lấy một việc mà kinh Địa Tạng Bồ Tát đã dạy, thì ông nên dùng sức thần thông ủng hộ người đó, đừng để những sự tai hại và chẳng vừa ý đưa đến tai họ, huống nữa để cho họ chịu sự ấy. Chẳng những mình ông ủng hộ người đó mà còn có cả Phạm Vương, Đế Thích cùng dòng quyến thuộc và các chư thiên ủng hộ người đó. Vì sao lại được các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Đều do vì các vị ấy chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát và lại đọc tụng kinh bản nguyện này, tự nhiên xa lìa được nơi hiểm khổ, chứng vui niết bàn, bởi vậy nên được ủng hộ một cách lớn lao như thế. Phẩm thứ 12, lợi ích của sự thấy nghe. Khi bấy giờ từ trên đỉnh đầu của Đức Thế Tôn phóng ra trăm nghìn muôn ức tia sáng cực lớn, như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng tốt lành, tia sáng tốt lành lớn, tia sáng như ngọc, tia sáng như ngọc lớn, tia sáng sắc biếc lớn, tia sáng sắc tía, tia sáng sắc tía lớn, tia sáng sắc xanh lớn, tia sáng sắc đỏ lớn, tia sáng sắc lục, tia sáng sắc lục lớn, tia sáng sắc vàng ròng, tia sáng sắc vàng ròng lớn, tia sáng tướng mây lành, tia sáng tướng mây lành lớn, tia sáng nghìn vòng tròn, tia sáng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn báu, tia sáng vòng tròn báu lớn, tia sáng vòng mặt trời, tia sáng vòng mặt trời lớn, tia sáng vòng mặt trăng, tia sáng vòng mặt trăng lớn, tia sáng hình cung điện, tia sáng hình cung điện lớn, tia sáng hình mây biển, tia sáng hình mây biển lớn. Từ trên đỉnh đầu của Đức Thế Tôn phóng ra những luồng tia sáng như thế, rồi lại phát ra những tiếng mầu nhiệm mà bảo hết thảy đại chúng, thiên long bát bộ, nhân và phi nhân: Hôm nay ở đây cung trời đang lợi, đại chúng hãy nghe ta đương khen ngợi những sự lợi, những sự khó bàn, những sự nhân hạnh siêu phàm nhập thánh, những sự đã tu chứng quả thập địa, những sự rốt ráo không còn thoái chuyển, nơi đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác của ngài Địa Tạng đã thi hành ở cõi trời cõi người. Đức Phật lúc đó mới vừa đến đấy, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quán Thế Âm, từ tòa đứng dậy quỳ gối chắp tay mà bạch Phật rằng:
Bạch Đức Thế Tôn, Ngài hiện tại đây từ bi đức lớn thương xót chúng sinh mất nhiều tội khổ, mà Ngài hóa ra nghìn vạn ức thân trong mưa nước cõi. Công đức bố thí và sức bi thần của Ngài đệ tặng không thể nghĩ bàn. Con đã được nghe Đức Thế Tôn nói, và trong mười phương vô lượng chư Phật cùng lời khen ngợi đệ tặng Bồ Tát. Dù cho chư Phật đời xưa, đời nay và cả đời sau nói những công đức của Ngài đệ tặng cũng không cùng tận. Vừa rồi con lại nghe Đức Thế Tôn bảo đại chúng rằng, ta muốn tuyên nói những sự lợi ích của Ngài đệ tặng. Xin Đức Thế Tôn hãy vì chúng sanh đời này đời sau mà nói những sự chẳng hề nghĩ bàn của Ngài đệ tặng, khiến cho tám bộ trời rồng chiêm lễ để được phúc lành. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm rằng, ông có nhân duyên với cõi dân Sa Bà thật là rất lớn. Nếu có trời rồng hoặc nam hoặc nữ hoặc thần hoặc quỷ, cho đến chúng sanh khổ trong sáu đường được nghe danh hiệu, thấy hình tượng ông hay mến mộ ông cùng khen ngợi ông, thì chúng sinh ấy thế nào cũng tu được đạo vô thượng và không thoái chuyển, thường được sinh ở cõi trời cõi người, hưởng đủ sự vui đến khi nhân quả sắp được hoàn thành, Phật thụ ký cho. Nay ông sẵn lòng từ bi thương xót các loài chúng sanh trời rồng tám bộ mà muốn nghe ta nói sự lợi ích không thể nghĩ bàn của Ngài đệ đạn. Ông nghe cho kỹ, ta nói cho hay. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Đức Phật rằng, kính vâng lạy Phật, chúng con muốn nghe. Bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm rằng, trong các thế giới đời này đời sau, có người trời nào đã hưởng hết phúc, thấy năm tướng suy hiện ra điểm xấu, hoặc là có kẻ phải đoạn đường ác. Những người trời đó, hoặc nam hoặc nữ, đôi khi thấy những điều khổ hiện ra mà được trông thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là nghe thấy danh hiệu Bồ Tát, một lần chiêm ngưỡng, một lần tỉ lễ, thì các vị ấy lại được tăng thêm phúc ở cõi trời, hưởng vui vô cùng, vĩnh viễn không đọa vào đường ác nữa. Huống chi người nào được nghe danh hiệu, được thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, rồi đem hương hoa, các thứ ăn uống, y phục châu báu mà dâng cúng dường, thì mới được phúc lợi công đức vô biên. Lại thế này nữa, Bồ Tát Quán Âm, về đời sau này chúng sinh khổ trong sáu đường đến khi sắp mất, nếu như được nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát dù cho một tiếng thoáng qua lỗ tai, thì chúng sinh đó mãi không còn phải trải qua sự khổ trong ba đường ấy. Huống chi là lúc kẻ sắp mất kia lại được cha mẹ của hàng quyến thuộc đem các nhà cửa tài vật châu báu y phục của người sắp bị nước đóng mang mà bán đi để tôi đã vẽ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, rồi bảo cho người bệnh nhân chưa chết mắt thấy tai nghe biết rằng họ hàng đã đem nhà cửa tài vật châu báu vì cầu cho người mà tôi đã vẽ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Nếu như người ấy phải bị nghiệp báo chịu bệnh trầm trọng, nhờ công đức này mình được khỏi ngay và tăng tuổi thọ, hoặc giả người ấy nghiệp báo phải chết lại cả tội chướng nghiệp chướng hợp lại, đáng lẽ phải đoạn và trốn đường ác. Song vì nhờ có công đức kể trên, sau khi chết rồi mình được sinh lên cõi trời cõi người, hưởng niềm vui thú, tất cả tội chướng phải đều tiêu tan. Ngại thế này nữa, Bồ Tát Quán Âm, về đời sau này có người thiện nam hay thiện nữ nào đương còn mới mớm 3 tuổi, 5 tuổi cho đến 10 tuổi, sớm mất cha mẹ và anh chị em, đến khi lớn lên thương nhớ cha mẹ cùng hàng quyến thuộc, không biết tọa vào ngã thú nào, sinh thế giới nào, sinh cõi trời nào, nếu như người ấy tôi vẽ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là nghe thấy danh hiệu Bồ Tát, một lần chiêm ngưỡng, một lần đỉnh lễ, một đến 7 ngày tâm không thoái chuyển, nghe danh thấy hình, chiêm lễ cúng hàng, thời hạn thân quyến đã sớm mất đi của con người đó, nếu vì theo nghiệp tăng trực số kiếp bị đoạn đường ác, nay nhờ công đức của các con cái hay anh chị em tô vẽ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát chiêm ngưỡng lễ bái đều được giải thoát và được sinh lên cõi trời cõi người hưởng niềm vui thú. Còn những quyến thuộc của con người đó khi chết nhờ phúc đã được sinh lên cõi trời cõi người hưởng niềm vui rồi, nhờ công đức này càng thêm nhân lành tu hành bậc thánh vui vẻ vô cùng. Nếu như người ấy dốc lòng chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát trong 21 ngày, nhận danh hiệu Ngài đủ một vạn biến, sẽ được Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân, bảo cho người đó rõ nơi quyến thuộc sinh ở chốn nào, hoặc trong giấc mộng được Ngài Địa Tạng hiện sức thần thông dẫn người đó đi khắp các thế giới gặp hàng quyến thuộc. Nếu người đó lại trong vòng mỗi ngày nhận danh Bồ Tát đủ 1.000 lần suốt 1.000 ngày, người ấy sẽ được Địa Tạng Bồ Tát sai các quỷ thần thổ địa sở tại suốt toàn hộ vệ, hiện đời cũng được an lạc dư dật, hết những bệnh khổ cho đến những sự tai nạn bất kỳ không lọt qua cửa, huống là chính mình phải chịu họa ư. Sau cùng lại được Địa Tạng Bồ Tát làm phép xoa đầu mà thụ ký cho. Lại thế này nữa, Bồ Tát Quán Âm, về đời sau này nếu có thiện nam hay thiện nữ nào muốn phát từ tâm rộng lớn cứu độ hết thảy chúng sanh, muốn tu hành đạo vô thượng bồ đề, lại muốn thoát ra khỏi vòng tam giới, nếu như người ấy được nghe danh hiệu, được thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, dốc lòng quy y, rồi đem hương hoa, các thứ ăn uống, y phục châu báu mà dâng cúng dường chiêm ngưỡng đảnh lễ, thì sự cầu nguyện của người thiện nam và thiện nữ ấy mau được thành tựu, vĩnh viễn không còn bị mắc chướng ngại. Lại thế này nữa, Bồ Tát Quán Âm, về đời sau này nếu có thiện nam hay thiện nữ nào muốn cầu muốn ước những điều nguyện gì hay nhìn vạn ước những sự việc gì ở đời hiện tại hay đời sau này, thì nên quy y cung kính tán thán chiêm lễ cúng dường hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thế thì những điều sở nguyện sở cầu đều được tọa ý. Nếu lại nguyện xin tại
Địa Tạng Bồ Tát Đại Từ Đại Bi ủng hộ mãi cho. Thời trong giấc mộng, người đó liền được Địa Tạng Bồ Tát xoa đầu thọ ký. Lại thế này nữa, Bồ Tát Quán Âm, về đời sau này nếu có thiện nam hay thiện nữ nào trân trọng đối với kinh điển đại thừa, phát tâm sâu xa không thể nghĩ bàn, cầu mong đọc tụng, dù gặp thầy giỏi truyền dạy cho thuộc nhưng rồi vẫn quên, cả tháng cả năm không thể làm sao mà đọc tụng được. Nếu như những người thiện nam và thiện nữ ấy vì nghiệp chướng cũ chưa được tiêu trừ, cho nên đối với kinh điển đại thừa kẻ không có tính năng đọc tụng. Nếu những người ấy được nghe danh hiệu, được thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát mà dốc hết lòng cung kính vãi bày, rồi đem hương hoa, các thức ăn uống, y phục đồ chơi cúng dường Bồ Tát, dùng chén nước trong đặt trước tượng ngài suốt một ngày đêm, sau đó chắp tay thỉnh xin chén nước ngoảnh về phương nam mà uống cho cạn. Khi uống vào phải trí tâm trị trọng, uống nước xong rồi thêm năm thứ cay, rượu thịt tà dâm, cho đến vọng ngữ mọi sự thiết hại trong vòng 7 ngày hoặc 21 ngày, thì người thiện nam và thiện nữ ấy khi ngủ sẽ mộng thấy ngài Địa Tạng hiện vô biên thân đến nơi dội nước lên đỉnh đầu cho. Sau khi tỉnh dậy, kẻ ấy liền được thông minh sáng suốt. Một khi nghe qua kinh điển đại thừa thì liền nhớ mãi không bao giờ quên một câu kinh kệ. Lại thế này nữa, Bồ Tát Quán Âm, về đời sau này nếu có người nào ăn mặc thiếu thốn, cầu không toại nguyện, thân nhiều bệnh tật hoặc nhiều hung suy, nhà cửa bất an, quyến thuộc chia lìa, hoặc nhiều tai ương đến quấy nhiễu mình, trong mộng thường thấy gặp sự kinh sợ. Nếu những người được nghe danh hiệu, được thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, dốc lòng cung kính niệm danh hiệu này đủ một vạn biến, thì những sự việc không tại trên dần dần tiêu sạch và được an lành, an lạc dương dật, cho đến giấc mộng đều được an vui. Lại thế này nữa, Bồ Tát Quán Âm, về đời sau này có người thiện nam hay thiện nữ nào trong đường sinh hoạt, vì việc công tư, vì việc sinh tử hoặc vì việc gấp phải vào rừng núi, vượt biển qua sông hoặc nước lụt lớn hoặc qua đường hiểm, thì những người ấy trước khi ra đi nên niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát đủ màu vạn biến. Được như vậy thì qua những nơi ấy đều có các vị quỷ thần ngày đêm hộ vệ, đi đứng nằm ngồi đều được yên vui, cho dù có gặp hùm sói sư tử, tất cả độc hại đều không xâm phạm. Bấy giờ Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm rằng: Địa Tạng Bồ Tát còn dung duyên lớn với mọi dương phù, nếu như ta nói những sự lợi ích của ngài Địa Tạng cho chúng nghe thấy thì trong nghìn kiếp cũng không nói xiết. Vậy Quán Thế Âm, ông nên dùng sức thần thông quảng đại lưu truyền kinh này, khiến cho chúng sanh ở cõi xa mà trong nghìn vạn kiếp mãi được yên vui. Bấy giờ Đức Phật nói bài kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức uy thần, hàng xa kiếp số khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêu ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần. Ví dụ nam nữ hoặc long thần, khi hết phúc rồi đoạn đường ác, nếu biết dốc lòng quy đại sĩ, tội chúng tiêu trừ phúc thọ tan. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là. Hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ dành quyến thuộc ở nơi đâu, dù đoạn ác thú cũng ra mau, nếu tâm chẳng thoái lòng kính ngưỡng, liền được Bồ Tát đến xoa đầu. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi thoát tử sinh, người ấy phát tâm từ bi lớn, chúc nên chiêm lễ đại sĩ hình. Nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng vĩnh viễn không ngăn ngại, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có ai phát tâm niệm tụng kinh, muốn độ quần mê khỏi tử sinh, dù lập nguyện lớn khôn xiết nghĩ, thế mà vừa đọc đã viên nhanh. Người này nghiệp chướng nói làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục cố ăn cách ngoạn cụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dù chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, xin lòng ân trọng cữ ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng dối uống, trong 21 ngày chớ sát sinh, chuyên lòng tưởng niệm đại sĩ danh, chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền được trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nhìn đoạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thần giúp người kia có huệ tài. Chúng sinh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà mạn nạn người lìa nhau, ngủ mê mộng mịt không ai giấc, cầu muốn hỏng hương chẳng được nào, dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay, cho đến chiêm bao đều yên ổn, quỷ thần ủng hộ của sư xài. Muốn qua sông biển, vượt núi rừng, cầm thú độc nguy cướp đóng đường, hung thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường. Sắp đi đối trước Bồ Tát tượng, được cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trong nhiều môn kiếp thuật chẳng cùng, rộng viên đại sĩ đầy sức nọ. Nếu người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dâng y phục, trong nhìn nó đẹp hưởng điều này,
Nếu lại hết đem công đức này, hồi hướng chúng sanh khắp pháp giới, rốt ráo thành Phật sinh tử khỏi, Quán Âm nên biết giáng tuyên này, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Phẩm thứ 13, dặn dò cứu độ nhân thiên. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng, xoa đầu Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà bảo rằng: Này ông Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dù cho chư Phật khắp cả mười phương khen ngợi tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông, trăm nghìn muôn kiếp cũng không hết được. Này ông Địa Tạng, ông nên nhớ kỹ, ngày nay ta ở cung trời Đao Lợi cùng với hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ Tát, trời rồng tám bộ, không thể kể xiết trong đại hội này, lại đem chúng sinh trong cõi trời người, còn trong nhà lửa chưa thoát tam giới, phó chúc cho ông. Ông chớ để cho những chúng sinh ấy bị đọa đến ác dù một ngày đêm, huống chi lại để cho chúng bị đọa vào ngục vô gián và ngục A Tỳ, hàng muôn ức kiếp khó thoát khỏi ư. Này ông Địa Tạng, chúng sinh trong cõi, nam sinh Bồ Đề tâm tính không định, quen làm ác nhiều, trời có đôi lúc thoảng phát hiện tâm, xong rồi phút chốc lại thoái lui ngay, nếu gặp duyên ác liền tăng gấp bội. Bởi thế cho nên ta phân thân ra trăm nghìn muôn ức, tùy theo căn tính của chúng mà độ cho được giải thoát. Này ông Địa Tạng, nay ta ân cần đem chúng trời người phó chúc cho ông. Về đời sau này nếu có thiện lương nên thiện ước nào trong cõi trời người mà gây lấy được một chút nhân lành ở trong Phật pháp, dù bằng hạt cát, bụi nước, sợi tóc, thì ông nên lấy đạo lực của ông ủng hộ những người đó, khiến cho họ tu tập dần dần chứng đạo vô thượng, chớ để cho họ phải bị thoái lui. Lại nữa Địa Tạng, về đời sau này nếu có chúng sinh trong cõi trời người theo nghiệp báo ứng mà bị sa đoạn vào chốn ác đạo, ngay khi bị đoạn vừa tới cửa ngục, những chúng sinh ấy nếu niệm được một danh hiệu Đức Phật, danh hiệu Bồ Tát hoặc một câu văn hoặc bài kệ kinh điển đại thừa, thì ông nên dùng thần lực của ông tìm mọi phương tiện cứu vớt người đó và nên hiện thân trước mặt người đó, mở toan địa ngục, khiến cho họ được sinh lên cõi trời hưởng sự an lạc. Bấy giờ Đức Phật nói bài kệ rằng: Này ta ân cần dặn bảo ông dùng sức thần thông phương tiện độ đời nay đời sau chúng nhân thiên, khiến cho khỏi đoạn vào đường ác. Bấy giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin được vận tâm, về đời sau này nếu có thiện nam hay thiện nữ nào đối với Phật pháp khung kính giây phút, con cũng xin dùng trăm nghìn phương tiện độ cho người ấy mong được giải thoát khỏi vòng sinh tử. Huống chi người ấy nghe thấy việc thiện rồi mỗi niệm đều nhớ tới tu hành, tất nhiên là được chứng đạo vô thượng, không bao giờ còn thoái chuyển được nữa. Khi Ngài Địa Tạng bạch lời đó xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát hiệu là Hư Không Tạng bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời Đao Lợi, nghe Đức Như Lai khen Ngài Địa Tạng có sức vi thần khôn thiết nhĩ bàn. Về đời sau này, nếu có thiện nam hay thiện nữ nào chưa đến hết thảy các hàng trời rồng, nghe kinh điển này và nghe danh tự chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát thì sẽ được hưởng những phúc lợi gì? Xin Đức Thế Tôn vì khắp chúng sanh đời này đời sau nói được việc ấy cho con được nghe. Bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Hư Không Tạng rằng: Ông hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói rõ cho. Về đời sau này nếu có thiện nam hay thiện nữ nào mà được trông thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này, cho đến tập tụng, rồi đem hương hoa, các thức ăn uống, y phục cho máu mà dâng cúng dường trên lễ 8 tháng, thì kẻ được 28 điều lợi ích như sau. Một là được hàng thiên long hộ niệm, hai là quả thiện ngày một thêm lên, ba là kết tập nhân lành vô thượng, bốn là tâm lặng không thoái Bồ Đề, năm là y phục ăn uống đầy đủ, sáu là không còn mắc những bệnh tật, bảy là xa lìa tai nạn nước lửa, tám là không bị tệ nạn trộm cắp, chín là ai thấy cũng đều kính phục, mười là được các quỷ thần giúp đỡ, 11 là thân nữ chuyển thân nam, 12 là làm con gái vua quan, 13 là được thân tướng tốt đẹp, 14 là thường được sinh cõi trời, 15 là hoặc là được vua chúa, 16 là đủ thông rõ kiếp trước, 17 là cầu những gì cũng được, 18 là quyến thuộc được yên vui, 19 là họa bất ngờ rất sạch, 20 là thoát hẳn những nghiệp chướng, 21 là đến đâu không trở ngại, 22 là đêm mộng được an vui, 23 là tiên phong được liều khổ, 24 là nhờ phúc sinh cõi lành, 25 là được thánh hiển khen ngợi, 26 là thông minh được lợi căn, 27 là thêm dầu lòng từ mẫn, 28 là rốt ráo được thành Phật. Lại nữa này Hư Không Tạng Bồ Tát, về đời sau này nếu có hết thảy các hàng trời rồng quỷ thần nghe kinh điển này, được nghe danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, hoặc được nghe thấy những sự tu hành bản nguyện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà lòng ngưỡng mộ tán thán cung kính, thì được bảy điều lợi ích như sau. Một là mau chóng được bậc thánh, hai là nghiệp ác tiêu trừ hết, ba là chư Phật đều ủng hộ, bốn là không thoái đạo Bồ Đề, năm là bản lực được tăng trưởng, sáu là biết rõ việc đời trước, bảy là rốt ráo được thành Phật.
Bấy giờ pháp hội hết thảy các vị nhiều không kể xiết, tất cả chư Phật trời rồng tám bộ ở khắp mười phương đến nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên dương khen ngợi sức uy thần lớn không thể nghĩ bàn vào ngày đại tạng, đều tán thán là việc chưa từng có. Lúc đó ở trên cung trời đang lợi tỏa xuống như mưa những hoa thơm ngát, thiên y châu báu cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và ngài đại tạng Bồ Tát. Xong rồi tất cả đại chúng ở trong pháp hội cung kính chắp tay chiêm lễ mà lui. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện hết quyền hạn. Ha ha ha, Bồn Sâm Mô Đi So Ha.